Ủa, này nặng 120 kg này các bạn ơi. Con Nga nuôi từ nhỏ đến lớn này luôn á. Con Nga cưng lắm, mà chỉ có con Nga nói chuyện mới nghe thôi, không nghe lời ai hết á. Chiều con Nga là dậy ra ngoài đi vệ sinh á, đi chơi đi dạo á. Đi ra ngoài ăn đi. Làm miếng đi. Cô nuôi nó về bao nhiêu năm rồi cô? Có được 17 tháng rồi con. 17 tháng. Dịnh nha. Bây giờ nó được khoảng bao nhiêu ký rồi cô? Trên 100 ký rồi các bạn. Không cho vô hả? Thấy ai đi ngang nó la á các bạn. Nó chịu mình con Nga. Dạ. Nó đứng dậy nè các bạn. Nó nằm xong nó tự động đứng dậy nó đi à. À cô phải lót kéo đi để khỏi trơn hả cô? À. Nó chờ lót để đi nè các bạn. Nó khôn ghê các bạn. À nó đi vô nhà luôn hả cô? Nó phải đi cửa này nó mới chịu các bạn. Nó phải chờ, nó chờ cô lót là nó mới đi nè. Nó rất là thông minh. Nó sờ té. Từ từ. Đó. Nó bước lên cái tấm thảm kìa. Nó thông minh ghê không? Trời ơi, nó thông minh ghê không các bạn? Rồi xuống dưới này thì nó khỏi cần lót. Trời ơi. Ê, nhiều em nhỏ thích nè. Thích thú. Đó, đây là con Nga. Con Nga là mẹ Nga dẫn nó đi vệ sinh á. Nó đi qua đường, mọi người nhường đường cho nó luôn. À ơi ơi, phải lón cho nó đi vệ sinh rồi kìa. Hay ghê không?
cực kỳ hay luôn. Đó, nó cứ bắt vệ sinh là nó đứng dậy rồi, hoặc là nó kêu. Chèn là luôn đó các bạn. Xong nó đi chơi vào chút xíu rồi nó sẽ về nhà. Hay quá. Nhiều người đi ngang qua nhìn. Hay là con Nga nói nó nghe các bạn. À, dần nó qua đường luôn. Để cho em nó qua. Rất là vui. Em mè lấy nước uống kìa. Thôi cái tướng đi kìa. Cái tướng đi kìa. Cái tướng đi kìa. Lấy nước cho uống luôn. Cứ mỗi lần nó đi vệ sinh là nó kêu hả cô? Nó vậy đó. Dạ. Dạ. Rồi được rồi con. Cái này mình tập xưa giờ rồi hả cô? Không phải từ đầu mới đi à. Mình dạ. Mình tập. Dạ. Đó. Nó chơi chút xíu là nó vô cô hả? Sau một lát nó nằm nó chơi khoảng chút nữa nó vô. Nó uống xong rồi tự động nó vô. Cái này nó bắt. Dạ. Đó, nhiều bạn nhỏ này các bạn. Nhớ bạn nhỏ thích thú. Rồi nó uống nước xong nó tự động nó vô. Nói nó nghe lời á. Nằm cái con nằm đi. Ngồi lên luôn. Rất nhiều em nhỏ thích thú với chú heo. Nằm phải nằm từ từ chứ không có nằm nhanh được, mập quá mà. Nằm xuống cái mệt khó thở. Cô ngồi lên vậy nó không cho hả cô? Ngồi lên mà nó không cho hả? Lên là nó trắng à. Chỉ con Nga thôi, Nga nói nghe thôi. Dạ. Chứ không ai nói nó nghe đâu. Có mẹ Nga nói nó mới nghe thôi các bạn. Gì đó? Bấm em không? Ra ngoài đường nằm chơi á, vậy ngắm xe cù vậy á. Rất là cưng. Ngắm xe, ngắm người. Ngắm chút xíu rồi là vô lại. Vô lại. Vô.
luôn. Dạ. Rất là thích ăn bánh mì. Em nổi tội nghiệp ghê không? Mày Nga nói rất là thích ăn bánh mì. Ngày nó ăn mấy chục ổ cô? Ngày nó ăn 3 chục có, 4 chục có. Mình thích ăn nhiều, nó nhiều không dạ. Cho ăn nữa. Không cho ăn nó cũng kêu rồi cô. Dạ. Ngày, ngày ăn 3 4 chục ổ bánh mì các bạn. Nhưng mà ăn cho ăn cũng la luôn. Hay vậy đó. Ngày là ăn 3 hoặc 4 chục ổ bánh mì các bạn. Cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu mà cho thì thôi á. Nằm ở nhà vậy thôi. Rất là cưng. À cái đặc biệt là khi mà đi ra ngoài là phải lót tấm thảm cho đi không nơi té. Dạ. Và nó chờ mẹ Nga lót thì nó mới đi. Dạ. Chợ mối thì cô thấy người ta bán cũng có rõ mồi á, mua nó còn đi quay ra, cô nghĩ sao chạy qua rồi xong nó lại nghĩ sao lại chạy mua thì mình mua là chữa là nuôi là mình nuôi kiển, tự nhiên mua chứ không chó. Dạ. Nếu mua thì cũng kêu người ta bắt cái con nhỏ nhỏ thôi về nuôi thì mình nuôi, mình nghĩ nó có còn nó nhỏ như chó, không ngờ càng nuôi thì nó càng bự. Cô nuôi trong nhà mà không ngờ sao nó lại ngoan vậy chứ. Bé dạ. Nó đã tự động nó đi rồi, nó không biết ý thức mà. Nó mình cũng không có chỉ nó tự ý thức của nó là nó thấy đằng sau đó là cái đường giống đó là tự động nó đi giống. À, cô cho bánh mì cho nó các bạn. Một cái cô đem tới cho bánh mì cho nó ăn. Thấy bánh mì là nó ngóc đầu lên đó. Cho cô định nuôi nó đến khi nào cô? Chết thôi chứ giờ mình đã nuôi là mình cưng nó mà. Dạ. Dạ. Cô. Từ cái hồi nhỏ là nó đã có cái thói quen là đi ra ngoài vệ sinh. Nó tự động đi rồi sửa nhà cái đằng sau nó bít. Nó sạch sẽ vô là tắm nó đi cũng không lọt. Tự động nó ra trước nó đi. Mình khỏi phải chỉ dẫn gì. Dạ. Nó tự động. Còn cái vệ sinh tắm rửa cho nó là sao cô? Tắm thì chiều cô nó tắm. Khoảng 3 giờ cái nó ra cái nó đi vệ sinh cho mình tắm cho nó luôn. Để sáng cô mắt bán xong rồi cơm nước cho mấy em rồi nhà cửa xong hết làm nhà bắt đầu nó ra tắm cho nó. Nó là chỉ có món yêu thích nhất của nó là bánh mì hả cô? À, bánh mì nước muôn. Cơm cũng nó cũng ăn nhưng mà người ta cho mình có cơm mình mới ăn cơm, người ta có mình mới ăn bánh mì. Thái Lan. Tại giờ người ta ai thấy nó vậy cũng cưng đó, nên người ta có nhiều người người ta mua người ta cho, có nhiều người thì người ta bán ế buổi sáng buổi chiều cũng phải ăn. Mà nó có thích ăn rau không cô? Rau nó có ăn chơi dài cộng. Nó ăn nó nằm một chỗ chắc nó hơi mập á cô hả? Cho ăn giảm cái chế độ. Tại vì giờ nó mập quá cô cho nó ăn ngày cử. Bây giờ mới mà cho nó ăn nữa. Cái chân nó yếu á. Dạ. Mà ví dụ cô cho nó ăn ít lại nó có la không cô? Không. Không cho nó ăn không có hề. Nó chẳng quan tâm gì. Không cho để nó nằm nó chơi đó. Nó như hồi sáng không vô rồi thấy nó nằm nó chơi đó. Mở nhạc thì nó nghe. À nó thích nhạc lắm hả cô? À, cứ mở rồi nó nghe nó không có mặt ứng gì, nó nằm nó nghe chán nó ngủ. À nó thích nhạc lắm các bạn.
con nghĩ con này giống như là có một cái yếu tố gì đó nó gắn bó với mình đó. Như theo như cô nghĩ thì tại mình nuôi á trong nhà không quen cái hơi của mình, nên là cái nói như con chó vậy, ai mà lạ lại trong nhà nó cọc gì mình. Dạ. Nó nghe lời một mình cô hả con? Ví dụ nó thích cái gì hay mà nó muốn ăn cái gì hay là thấy mình về thì nó có muốn nó cái bỏ lên nó ôm được cái là mình ôm nó mình đặt nó cái là nó nằm nó ngủ tiếp. Dạ. Hôm nay con thấy cái đoàn hay nhất là nó đi, mà khi nó đi ra nó phải chờ cô lót thảm á cô hả? À đúng rồi. Tại làm nó sợ nó quýnh quá đó, nó mới bước rồi chứ còn nó không có nó chờ lâu. Chờ dạ. Lót nó đi. Ờ, cái này lâu chưa cô? Khi mà nó chờ lót thảm để đi ra khỏi nhà. Cái này từ lúc bắt đầu rồi. Nhà này. Dạ. Trơn nó bị té lần cho nó sợ. Đúng rồi. Nó mà cái đèn nó mới thấy trơn nó té là nó sụp nó nằm luôn chứ không bao giờ nó bán. À dạ. Nó sợ chỗ tim nó. Dạ. À hồi xưa giờ nó có bị lần nào chưa cô? Nó sờ thôi phải không cô? Nó chỉ sợ thôi, cũng chưa giờ nó. Dạ. Dạ. À cô mình có tiêm chích gì đưa cho nó không cô? Có, chẳng có được tiêm thuốc nào từ hồi nuôi đến giờ. Dạ. Nó có rồi tính hay chứ người ta nuôi á thì người ta phải thuốc. Đúng rồi. Nó nhiều người ta nuôi đâu có xong rồi. Còn con này nuôi nó khỏe như con trâu vậy. Đây nè bà. Ăn bánh mì, khách cho bánh mì mê lắm, mê bánh mì nhất luôn á. Có một em bé phía sau kìa, rất là thích. Cô bánh mì dư đem tới cho á vậy cô hả? Dạ. Dạ. Cô có hay cho nó không cô? Dạ. Rồi cảm ơn cô. Ngày nó ăn bánh mì ngon lành luôn nè bạn. Sao nó che miếng đó chú ơi? Sao nó che miếng đó vậy? À. Dạ. Ăn lại ăn. Dạ, nó no rồi cái gì á, nó không ăn kìa thấy không? Chú nói là nếu ăn nó ăn luôn. Giờ nằm chơi, nằm nghỉ ngơi ngắm xe cầu chút xíu nó vô nhà. Con có sờ nó không? Con sờ hả? Con sờ hay là con ngại? Biết rồi. Mẹ. À. Giới thiệu mẹ nè. Không phải đâu. Nhỏ nào. Cô lùn. Không phải mẹ đâu cô lùn. Không phải mẹ. Đầy nhóc một tô ăn còn nhiêu đó. Ôi nó giật mình, xe trà nhang nó giật mình. Giật đồ. Không phải mẹ cô lùn. Bây giờ nằm chơi chút xíu rồi vô nha, vô nhà nha. Vô đâu, chị vô đâu. Đây nè, nằm ngoài dự nhà giống như là một chú cuốn kìa.
con Nga là rất là thích nghe nhạc các bạn và ăn bánh mì. Đó. Nó khi nào nó thích đi vệ sinh thì nó kêu con Nga. Kêu con Nga để con Nga lót cái thảm nhìn là nó mới đi. Chứ không nó sợ té, nó sợ té gãy chân. Tại nhà nó trơn á. Cứ chiều chiều á, khoảng 3-4 giờ chiều nó ra ngoài, nó đi vệ sinh xong nó nằm vậy đó các bạn. Nằm đến tối nó mới vô. Cô Nga nói nó nặng hơn 100 kg rồi đó. Các bạn muốn ghé thăm con ụt này, ông ụt này thì ở địa chỉ là số 20 đường số 9, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.